Ngoài Thuận An Group, trước khi bị bắt, ông Nguyễn Duy Hưng cũng đang làm lãnh đạo và người đại diện theo pháp luật của một loạt doanh nghiệp khác. Trong đó, ông Nguyễn Duy Hưng từng giữ vị trí tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần đầu tư Haru được thành lập tháng 2 năm 2022 với vốn điều lệ 250 tỷ đồng. Người thân sốc khi phát hiện bé gái 12 tuổi ở Hà Nội mang thai, sắp đến kỳ sinh nở. Ngày 17 tháng 4, anh Ân 52 tuổi ở huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, con gái anh là cháu Loan 12 tuổi dự kiến chiều nay sẽ mổ sinh con. Nói về sự việc, anh Ân cho hay, ngày 6 tháng 1, anh vô tình nhận thấy cháu Loan có biểu hiện bất thường, bụng cháu to hơn bình thường. Anh Ân cảm thấy bất an và kiểm tra thì bất ngờ biết được cháu Loan đã có thai. Người bố sau đó đã dẫn con gái mình đến công an xã Tam Hiệp để trình báo sự việc. Qua lời kể của cháu Tôi biết được cháu đã bị người đàn ông là hàng xóm, tinh vinh xâm hại nhiều lần. Ông này lợi dụng những khoảng thời gian vào buổi chiều khi tôi đi làm không ở nhà. Con gái tôi còn nhỏ chưa nhận thức đầy đủ. Ông Vinh đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với con tôi, anh Ân nói. Được biết vợ chồng anh Ân có hai người con, cháu Loan là con út. Khi cháu Loan vừa tròn một tuổi, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ anh Ân đã bỏ nhà ra đi đến nay chưa biết tung tích. Kể từ đó, anh Ân phải sống trong cảnh gà trống nuôi con. Tại địa phương, gia đình anh Ân có hoàn cảnh khó khăn và là hộ nghèo nhiều năm. Để có tiền nuôi con, anh Ân phải đi làm nhiều công việc chân tay, những lúc rảnh rỗi, anh Ân thường phải chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Mới đây, anh Ân được nhận làm việc tại một công ty quảng cáo với mức lương khá hơn, nhưng từ khi xảy ra sự việc, anh buộc phải nghỉ làm để có nhiều thời gian hơn chăm sóc cho con. Dự kiến chiều nay con gái tôi sẽ mổ sinh, gia đình mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xử lý nghiêm minh người xâm hại tình dục con gái tôi, anh Ân nói. Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Duy Hưng còn làm lãnh đạo những doanh nghiệp nào? Tối ngày 15 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, căn cứ kết quả điều tra, xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, Thuận An Group và các đơn vị tổ chức có liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét với ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và năm bị can khác. Theo tìm hiểu, tập đoàn Thuận An tiền thân là công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An, do ông Nguyễn Duy Hưng sinh năm 1974 làm chủ tịch, kiêm người đại diện theo pháp luật. Ngoài Thuận An Group, trước khi bị bắt Ông Nguyễn Duy Hưng cũng đang làm lãnh đạo và người đại diện theo pháp luật của một loạt doanh nghiệp khác. Trong đó, ông Nguyễn Duy Hưng từng giữ vị trí tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần đầu tư Haru được thành lập tháng 2 năm 2022 với vốn điều lệ 250 tỷ đồng. Trong đó, ông Hưng và cổ đông Dương Đình Dũng mỗi người góp 82,5 tỷ đồng, tương đương 33% vốn góp, cổ đông Bùi Văn Tiến góp 85 tỷ đồng, tương đương 34% vốn góp của doanh nghiệp này. Đến tháng 12 năm 2023, Công ty cổ phần đầu tư Haru đổi tên thành công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng vận tải dịch vụ thành đạt. Vị trí người đại diện theo pháp luật cũng chuyển từ ông Hưng sang ông Lê Văn Lợi sinh năm 1994. Ông Nguyễn Duy Hưng cũng giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ điện lực. Ông Nguyễn Duy Hưng cũng đang giữ vị trí chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần phát triển công nghệ tài nguyên xanh từ năm 2019. Một doanh nghiệp khác ông Hưng giữ vị trí lãnh đạo là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên GMC Hà Nội, Doanh nghiệp được thành lập tháng 10 năm 2020, có ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình điện. GMC Hà Nội có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Ông Hưng giữ vị trí giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này. Bóc trần tài khoản Facebook lô quyết tiến lừa bán ô tô giá rẻ Công an huyện Lộc Bình, Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Cương, 31 tuổi và Nguyễn Anh Văn, 31 tuổi, cùng trú tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook, đăng thông tin giả bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc. Trước đó, công an huyện Lộc Bình phát hiện khoảng tháng 11 năm 2023 Tài khoản mạng xã hội Facebook Lô Quyết Tiến, hình nền là ảnh công ty ô tô Quyết Tiến, có địa chỉ số 29, tổ dân phố số 1, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Số điện thoại liên hệ 0911 731 129. Chuyên mua bán trao đổi ô tô đã qua sử dụng. Thực tế, tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, không có salon ô tô nào có tên và địa chỉ như trên. Trên tài khoản Facebook Lô Quyết Tiến đăng tải nhiều bài viết, video quảng cáo bán các loại xe ô tô cũ với giá thành rẻ hơn thị trường rất nhiều. Công an huyện Lộc Bình đã tiến hành các biện pháp xác minh. Quá trình điều tra xác minh, có một số người đã trao đổi với chủ tài khoản Lô Quyết Tiến qua Zalo và chuyển tiền đặt cọc mua xe từ 5 đến 50 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng mang tên Lô Quyết Tiến, nhưng sau khi chuyển tiền bị mất liên lạc các cá nhân này biết mình đã bị lừa nhưng do ở xa, di chuyển tốn kém, số tiền mất không quá lớn nên đã không trình báo cơ quan chức năng. Công an xác định, người đứng tên chính chủ thuê bao số điện thoại không phải là Lô Quyết Tiến. Trong khi đó, người đăng ký tài khoản ngân hàng đúng là anh Lô Quyết Tiến, trú tại tỉnh Hà Giang. Nhưng thực tế anh này không sử dụng tài khoản trên, cũng không biết ai sử dụng. Ngày 10 tháng 4, tại thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Lộc Bình đã phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang và Công an thị xã Việt Yên bắt giữ Hoàng Văn Cương và Nguyễn Anh Văn. Cả Cương và Văn đều có trình độ đại học nên đã tạo ra nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội như sử dụng Facebook ảo mang tên người khác, dùng công nghệ tạo hình ảnh một salon ô tô không có thật tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình để làm hình nền tài khoản Facebook sử dụng hình ảnh các xe ô tô cũ trên mạng để đăng quảng cáo bán với giá rẻ. Đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã lừa đảo gần 100 người trên cả nước với số tiền chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng. Phản ứng xuất thần, bố cứu con gái khỏi cú ngã đau đớn. Đoạn phim CCTV đáng chú ý được quay tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 11 tháng 4 đoạn video do camera an ninh trong gia đình ghi lại cho thấy một đứa trẻ đang tập đi khi đứng trên sofa đã suýt ngã ngửa xuống sàn nếu không có phản ứng kịp thời của người cha đứng gần đó cụ thể cảm nhận được mối nguy hiểm sắp xảy ra người cha đã quay lại đúng lúc thấy con mình bắt đầu mất thăng bằng bằng một phản ứng cực nhanh nhẹn đến đáng kinh ngạc người đàn ông đã lao về phía đứa bé và cố gắng đỡ đầu đứa trẻ bằng tay phải vừa kịp lúc Do hoảng sợ, đứa bé sau đó đã khóc thành tiếng, nhưng rất may mọi chuyện đã trở nên ổn thỏa nhờ hành động của người cha. Gia đình sau đó đã đăng đoạn video như một lời nhắn nhủ đến các bậc cha mẹ khi chăm sóc con cái trong nhà. Đề xuất giảm mức phạt tù với người phạm tội chưa thành niên Dự án luật tư pháp người chưa thành niên là một dự án luật chuyên biệt được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 32 sáng ngày 17 tháng 4. Theo Phó tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, một số hình phạt theo quy định hiện hành không có sự phân hóa giữa người chưa thành niên và người trưởng thành. Mức hình phạt tù tối đa áp dụng với người chưa thành niên còn nghiêm khắc, điều kiện người chưa thành niên được tha tù trước hạn còn chặt chẽ. Quan điểm xử lý người chưa thành niên phạm tội vẫn còn nặng về gian đe, áp dụng hình phạt mà chưa xác định việc trừng phạt chỉ nên được sử dụng như là biện pháp cuối cùng, theo quan điểm của cơ quan soạn thảo. Dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên quy định giữ nguyên hệ thống hình phạt với người chưa thành niên phạm tội như bộ luật hình sự hiện hành, gồm cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, và tù có thời hạn. Hình phạt tù trung thân và tử hình không áp dụng với người chưa thành niên. Lần này, dự thảo bổ sung hình phạt cảnh cáo cho người chưa thành niên khi phạm tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng do vô ý và có tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn hình phạt, đồng thời mở rộng trường hợp người chưa thành niên bị phạt tù được cho hưởng án treo. Đáng chú ý, theo đề xuất của tòa án nhân dân tối cao, đối tượng người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi nếu có tài sản riêng có thể áp dụng hình phạt tiền và mức phạt tiền không quá 1/3 mức tiền phạt mà điều luật quy định. Phó tranh án tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh để đề cao tính nhân văn nhưng vẫn bảo đảm nghiêm minh của chính sách hình phạt với người chưa thành niên. Dự thảo luật quy định giảm mức hình phạt tù với người chưa thành niên theo từng trường hợp cụ thể. Cụ thể, cơ quan soạn thảo đề xuất giảm mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, từ 18 năm xuống 15 năm tù. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội từ 12 năm xuống 9 năm tù. Với trường hợp phạm loại tội xâm phạm tính mạng sức khỏe và ma túy, giết người, hiếp dâm, hiếp dâm người dưới 16 tuổi cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và tội sản xuất trái phép chất ma túy, mức hình phạt theo quy định của pháp luật hiện hành. Dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên dự kiến được trình ra Quốc hội lần đầu tại kỳ họp thứ 7, diễn ra vào tháng 5 tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.